Trong chuyến thăm Washington ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Kishida Fumio đã khẳng định vai trò không thể thiếu của Mỹ trong các vấn đề thế giới, đặc biệt là Ukraine. Ông cho biết Tokyo cũng đang tiến hành nâng cấp quân sự mang tính lịch sử để hỗ trợ đồng minh của mình. Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bế tắc trong nhiều tuần qua vì Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson cương quyết bác bỏ. Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Nhật Bản cảnh báo, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bao lâu nữa, hy vọng của Ukraine sẽ sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội từ Moscow. Nếu không có sự hiện diện của Mỹ, mất bao lâu nữa, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với những thực tế thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Dù vậy, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng thách thức lớn nhất đối với thế giới là từ Trung Quốc. Ông nói, lập trường đối ngoại và các hành động quân sự hiện nay của Trung Quốc đặt ra thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có, không chỉ đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản, mà còn đối với hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế nói chung. Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai. Trong bài phát biểu của mình, ông Kishida cũng cảnh báo về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và những thách thức tại khu vực Đông Á. Để cùng Washington đối phó với các thách thức hiện tại, Tokyo sẽ có những thay đổi lớn trong chính sách phòng thủ của mình. Ông Kishida nói thêm, thế giới đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi tự do và dân chủ bị đe dọa, khi biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo đang làm tương lai trở nên bất định. Để đương đầu với thách thức, Nhật Bản đã thay đổi trong những năm qua. Từ một quốc gia dè dặt và đang phục hồi sau Thế chiến thứ hai, chúng tôi đã trở thành một đồng minh mạnh mẽ và tận tâm. Trước đó một ngày, Thủ tướng Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch hợp tác quân sự và các dự án từ tên lửa đến đổ bộ lên mặt trăng, củng cố liên minh nhằm chống lại Trung Quốc và Nga. Trong tuần này, tờ Global Times của Trung Quốc đã đăng bài xã luận chỉ trích Nhật Bản và Mỹ đang dẫn đầu trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc.